Rất hân hạnh được gặp em với tất cả mọi người ở đây ạ. Tôi chị thì đi được chăn cười nữa. Để thấm vào cái sản phẩm cho em. Dạ hôm nay nhờ sự cho phép của quý cấp lãnh đạo cùng với lại các hội viên là mấy em hôm nay chúng ta được là mấy ngày hôm nay ạ. Được chứ, hân cười nghe sao hân tiêu. Thấm vào cái sản phẩm của chúng tôi. Dạ kính thưa quý vị, để chúng ta sống vui sống khỏe thì ngoài cái biện pháp chúng ta cần phải tập thể dục thì cái huyết quản trong cơ thể chúng ta cần phải trong sạch ạ. Khi mà cái huyết quản trong cơ thể chúng ta được thanh lọc khi mà cái huyết quản trong cơ thể chúng ta được thanh lọc một cách sạch sẽ thì máu huyết sẽ lưu thông tốt và chúng ta sẽ có một sức khỏe thật tốt ạ. Dạ xin mời mọi người hãy hướng lên màn hình ạ. Đây màn hình là hình ảnh mạch máu của chúng ta đang dần dần bị cắt ngắn. 혈관이 막힐 때는 몸에 이상한 증상이 나타나요. 손이 저리고 발이 저린 사람 손 들어봐요. còn những quý vị mà có những cái hiện tượng đó nếu chúng ta để lâu ngày thì chúng ta sẽ dễ mắc những cái bệnh nguy hiểm hơn à. Giống như là bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường, bệnh viêm khớp và cả những cái bệnh như là bị tụt đường huyết à, rồi cả ung thư nữa ạ. Những cái căn bệnh đó là do cái lý do chính là do cái huyết quản của chúng ta bị tắc nghẽn à. 우리가 어릴 때는 혈관이 깨끗해요. 야, 근데 우리 매일 trên màn hình mà lúc máu chúng ta lúc 10 tuổi thì nó vô cùng trong sạch ạ. 나이를 먹으면서 20, 30, 40, 50이 되면 혈관이 다 막혀요. Nhưng mà khi chúng ta có tuổi lớn lên từ 20, 30 đến 40 tuổi thì cái lượng mỡ máu trong cơ thể nó dần dần nó tác động nhiều hơn ạ. 혈관이 콜레스테롤, 기름 덩어리, 오토바이 연기 이런 것들로 이렇게 막혀버려요. Những cái bàn bàn đây chính là những cái cholesterol có hại trong cơ thể thì mỡ máu Otobay를 많이 타요. Ở Việt Nam chúng ta thì đi rất là nhiều xe máy ạ. Otobay 연기가 들어와 혈관 다 막혀요. Và những cái khi mà chúng ta hít phải những cái khói bụi bẩn do xe máy đó thì làm cho cái mạch máu của chúng ta cũng dễ bị tắc nghẽn ạ. Việt Nam 사람들은 고기를 많이 먹어요. Và người Việt Nam chúng ta thì rất là thích ăn thịt phải không ạ? 그래서 혈관이 이렇게 막혀서 피가 잘 안 돌아서 아픈 병에 걸려요. Và chính vì vậy nhờ cái lượng cholesterol nó tăng nhiều trong cái máu của chúng ta. 혈관을 깨끗하게 청소해야 돼요. 이게 vậy mà chúng ta khi có tuổi chúng ta cần phải thanh lọc cái mạch máu để cho mạch máu chúng ta được lưu thông một cách tốt nhất ạ. 혈관을 깨끗하게 청소하는 데는 한국 천마가 제일 좋아요. Và thưa quý vị, một sản phẩm mà đem lại cái hiệu quả tốt trong cái quá trình thanh lọc cơ thể đó chính là một sản phẩm Thiên Mai đến từ Hàn Quốc ạ. 천마는 한국에서만 농사할 수 있어요. Thì giới thiệu với mọi người sản phẩm Thiên Mai này thì chỉ có duy nhất đất nước Hàn Quốc mới trồng được thôi ạ. 홍삼은 중국, 일본, 베트남 홍삼 농사해요. 그때 상품 홍삼 thì hồng sâm thì các nước trên thế giới như là Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản thì đều có thể trồng sâm được ạ. 중국에서 한자 홍삼이 베트남에 많이 있어요. Vì vậy mà ở thị trường Việt Nam chúng ta thỉnh thoảng quý vị có thể có khi là chúng ta bị mua hàng giả đến từ Hàn Quốc ở đến từ Trung Quốc ạ. 홍삼을 사 먹을 때는 잘 확인하고 잘 보고 사 먹어야 돼요. Vì vậy khi quý vị mua hồng sâm thì cần phải coi xuất xứ nếu mà là Hàn Quốc thì chúng ta nên mua ạ. Còn Trung Quốc thì chúng ta không đi mua tại vì chất lượng không tốt lắm ạ. 천마는 한국밖에 없어요. Còn riêng sản phẩm Thiên Hoa này thì chỉ có duy nhất đất nước Hàn Quốc mới trồng được thôi ạ. 천마 농사 어떻게 하고 천마 어디에 좋은지 설명해요. 잘 들어보세요. Dạ, đây màn hình là sẽ giới thiệu về cái quá trình trồng trọt Thiên Hoa và thu hoạch Thiên Hoa như thế nào ạ. Xin quý vị hãy theo dõi ạ. Tôi là Thiên Hoa ở đâu không ạ?
cho nên tình thương nào mà cũng như thế chờ những cái tới đây dừng lại nói chuyện đi. Có ai biết tình ba có ở đâu không ạ? Ở bên trong tình ba ạ? Bây giờ tình ba hả chú? Giữa chân luôn bây giờ là tình ba ạ? Bữa lúc nghe sợi luôn rồi biết thế. Wow, tìm thấy tình ba rồi. Chúng ta thấy chàng tình ba và học nông của cơ sở. Đó là giống tình ba sẽ không bị sợi được góp và cổ to đường lên. Nhưng lúc chắc tình dục cho cơ sở, tình ba sẽ dần dần lớn lên. Mùa này hoàn toàn khác biệt đúng không ạ? Vâng, đúng không? Thực sự của tim ma có tác dụng rất tốt cho việc trị liệu. Hiệu quả trong việc trị liệu viêm khớp, tê cứng tay, phân liệt. Các khớp hoặc các tê cứng khớp nên tất cả đều được tuyên giảm tốt khi sử dụng tim ma. Đúng là rất tốt cho việc điều trị tai biến. Tim ma quả là vị thuốc cực tốt cho những trường hợp này. Nhân vật chính ngày hôm nay, thực tế đã gửi xuống món quà tên tim là tim ma, giúp bác phải rất khỏi cùng bệnh tê liệt tại công tác cơ tính cả người mình thuốc gỗ. Xin chào. Vâng. Có phải bác chính là người thấy được hiệu quả của tim ma không ạ? Vâng, đúng ạ. Bây giờ tôi đã khỏi rồi, gần như là khỏi hẳn. Khi mẹ tôi bị tai biến, hầu như không cử động được. Đến cả việc đi đại tiện, tiểu tiện cũng không thể đi một mình. Lúc đó tình hình hoàn cảnh hết sức khó khăn. Mẹ tôi vốn không thể tự đứng lên được, nhưng sau khi uống được tháng, bỗng nhiên mẹ tôi tự mình ngồi dậy được, tôi đã rất bất ngờ và ngạc nhiên. Bây giờ thấy bác khỏe như thế này, chẳng không thể tự tưởng được lúc đấy ạ. Giờ uống tim ma mà tôi khỏe lại như thế này đây. Trong phổi tim ma có chứa chất chống oxy hóa, giúp làm chậm quá trình lão hóa, hàm lượng cao cấp 60 lần so với nấm kim chi. Chắc hẳn các bạn nội trợ sẽ rất quan tâm đến điều này phải không nào? Bây giờ xin giới thiệu bí quyết giữ gìn sức khỏe từ tim ma. Nguyên nhân tử vong hàng đầu hiện nay là do tai biến mạch máu não, một căn bệnh đáng sợ để lại di chứng từ tê liệt cả thân đến mất trí hoàn toàn. Không chỉ hỗ trợ tốt cho việc điều trị tai biến mà còn chứa thành phần ngăn ngừa lão hóa rất hiệu quả. Và bỗng nhiên một ngày phần lấy cổ đau tê cứng, không thể chịu nổi cơn đau của mình, bác Hàn đã tìm đến bệnh viện để khám. Không còn tê cứng tay nữa, đầu không còn đau và cổ cũng không đau nữa. Bố mẹ là người rất hay bị chóng mặt, bây giờ không còn chóng mặt nữa, đầu óc rất nhẹ nhàng. Các trạng thái cánh tay trái thường bị tê hay bị chóng mặt, đầu đau nhất, huyết áp 170 trở lên là những biểu hiện ban đầu của chứng tai biến nguy hiểm. Và phương thuốc chữa trị chứng tai biến cho bác Hàn chính là tim ma. Tim ma một vị thuốc đông y rất hay dùng được biết đến trong uống đông y bổ cảm rất mực. Chúc mừng ơn, các bạn đã hiểu gì bổ thuốc này chưa? Dạ, kính thưa quý vị có biết cái sản phẩm nát linh chi không ạ? Dùng gì nữa? Khi nên chắc cái sản phẩm này chưa ạ? Cái sản phẩm linh chi thì làm cho cái mạch máu và chống cái ô chất chống oxy hóa làm cho cơ thể chúng ta được trẻ hóa lại. Chúc mừng ơn, dùng gì bổ thuốc này chưa? Dùng gì bổ thuốc này chưa? Và cái sản phẩm thiên ma này thì nó có cái chất chống oxy hóa gấp 3 lần so với lại nấm linh chi luôn á. Vì vậy là sản phẩm thiên ma này là một cái sản phẩm làm thanh lọc cơ thể một cách tốt nhất đó ạ. Khi mà cách thay cô, khi đẹp này chán thì mình còn có cái ổn sản phí sử. Vì vậy là mạch máu chúng ta được lọc thanh lọc một cách sạch sẽ và máu huyết nó lưu thông tốt thì cơ thể chúng ta sẽ khỏe mạnh à. Và chậm. Loại bỏ các gốc tự do đang có hủy trong mạch máu, bị khí sơ. Ở đây cái mạch máu chúng ta là những cho lớp cơ có hai máu và tinh dịch máu của mạch máu liên kết. Cái trong xe thì và nhà có thiên ma nó đẩy những cái độc tố này ra khỏi môi trường như chúng ta. Khi mà mạch máu nó được thanh lọc và sạch sẽ như thế này ra thì máu huyết lưu thông tốt thì chúng ta sẽ có một sức khỏe thật là tốt à. Trong mạch đó. Cái cơ thể cái chống phá nó là trực tiếp thôi được kìa. Và xin quý vị hãy theo dõi cái thí nghiệm mà làm cái thiên ma nó được thanh lọc cơ thể như thế nào ạ? À, đây là nước ạ. Dạ đây là nước ạ. Và xin quý vị hãy tưởng tượng đây là cái mạch máu trong cơ thể chúng ta lúc đầu nó được sạch sẽ như thế này nè. Chúng ta hãy suy nghĩ là lúc chúng ta nhỏ thì mạch máu của chúng ta nó sạch sẽ như thế này ạ. Và đây chính là thuốc đỏ ạ. Mình uống cái này vô thì sống hay là chết cả? Dạ, mình uống này có vấn đề à? Việt Nam 사람들은 고기를 많이 먹어요. Ở Việt Nam chúng ta thì ăn rất là nhiều thịt cá à? 아침에도 고기. Buổi sáng mình cũng ăn thịt như thế này à? 점심에도 고기. Buổi trưa mình cũng ăn thịt à? 저녁에도 고기. Buổi tối mình cũng ăn thịt à? Việt Nam 사람들은 오토바이를 많이 타요. À, chúng ta đi rất là nhiều xe máy ạ.
mà chúng ta hít phải những cái bụi bẩn do xe máy đem lại vào đường mũi đường miệng chúng ta. Và làm cho cái mạch máu chúng ta nó bị dơ bẩn như thế này đây ạ. 내가 천마를 조금만 넣어 볼게요. 나도 sẽ cho vào đây một ít thiên ma. 천마가 깨끗하게 청소해요. 나 thiên ma nó sẽ làm cái thanh lọc cái mạch máu của chúng ta. 자 보세요. 야, xin quý vị hãy theo dõi ạ. 이 천마가 피를 깨끗하게 청소해 줘요. 이 사방 thiên ma này sẽ làm cái thanh lọc cái cơ thể chúng ta. 하나 더 보여줄게요. 나 또 sẽ làm thêm một thí nghiệm để chứng thực thân ạ. 더러워지면은 이 물은 나쁜 물이에요. Khi mà tôi cho cái tờ giấy này vào trong nước, nếu mà cái tờ giấy nó biết đổ màu thì là nước này không được sạch lắm ạ. 내가 한번 넣어볼게요. Tôi sẽ cho tờ giấy vào nước ạ. 이 물은 깨끗한 물이에요, 좋은 물이에요. Và đây là nước chúng ta hãy uống, nước đây nước sạch, thưa quý vị. 여러분 이거 좋아 나빠요? Dạ cái thuốc lá này thì tốt hay là xấu ạ? Tốt. Ok. Tốt ạ. 이거 나빠요. 이거 나빠요. 얼마나 나쁜가 보세요. 나 지금 왜 배에 태워요? 나 nó xấu như thế nào đây ạ? Nó độc hại như thế nào ạ? 내가 몇 번 했는데 이렇게 조이가 더러워져요. 야, 지금 tôi tác động một vài hơi thuốc lá vào đây mà cái tờ giấy nó đã biến đổi màu như thế này đây thưa quý vị. 베트남 사람들 오토바이 많이 타요. 아비 난 chúng ta đi nhiều xe máy ạ. 오토바이 탈 때 이렇게 마스크 써요. 내가 이 chúng ta đi xe máy thì cũng đã sử dụng khẩu trang rồi ạ. 마스크 써도 오토바이 연기가 코하고 입으로 들어와요. Mặc dù chúng ta có sử dụng khẩu trang nhưng mà cái bụi bẩn là môi trường vẫn đi vào đường miệng và đường mũi chúng ta. 오토바이 연기는 이 담배 연기보다 더 나빠요. và cái bụi bẩn ngoài môi trường so với cái thuốc lá thì nó độc hại cũng không kém đâu ạ. 오토바이 연기 코입 들어와서 여기 사이드 염증 생기면 암 걸려요. 근데 chúng ta hít phải những cái khí độc này vào trong cơ thể để lâu ngày thì chúng ta có thể bị ung thư luôn ạ, bị viêm phổi ạ. 천마가 깨끗하게 청소하는 거 보여줄게요. Và tôi sẽ cho vào đây một cái thiên ma. Chúng ta hãy tưởng tượng cái tờ giấy màu vàng này chính là cái khí quản của chúng ta. 천마가 오토바이 연기, 담배 연기 깨끗하게 청소해요. 마, 그 sản phẩm thiên ma sẽ làm sạch những cái tác động do bụi bẩn xe máy hoặc là thuốc lá đem lại ạ. 자, 보세요. Xin quý vị cho một tràng pháo tay được không ạ? 자, 천마가 청소하고 나면은 và có một cái điều đặc biệt nữa là sau khi chúng ta sử dụng thiên ma rồi thì khi mà chúng ta tác động lại cái hơi thuốc lá thì xin quý vị theo dõi ạ. 3년, 4년은 깨끗해요. Thì chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm thiên ma này thì chúng ta 2 đến 3 năm thì chúng ta sử dụng lại cũng được ạ. Hãy 보세요. Xin quý vị theo dõi ạ. Khi chúng ta sử dụng thiên ma rồi thì hút lại thuốc lá nó sẽ không bị bám vào lại như lúc cũ rồi ạ. 천마가 청소하고 그러면 이렇게 깨끗해져요. Và làm cho cái chúng ta đã được lau sạch lâu dài trong khoảng 2 đến 3 năm ạ. 천마 한 번 먹으면 3년 4년 안 먹어도 돼요. Một khi mà chúng ta sử dụng thiên ma thì quý vị sẽ sử dụng một cái liệu trình 2 đến 3 năm ạ. 오늘 여러분들에게 제가 천마를 싸게 줄 거예요. Và ngày hôm nay quý vị đến đây và cho phép chúng tôi được tổ chức cái chương trình này và chúng tôi sẽ đem đến cho mọi người một cái chương trình ưu đãi nhất ạ. 천마는 한 번 먹을 때 두 달 먹어야 돼요. Một cái liệu trình sử dụng thiên ma thì chúng ta sử dụng một cái liệu trình là 2 tháng liên tục để chúng ta có một cái kết quả tốt nhất ạ. 두 달 먹으면 3년 4년 안 먹어도 돼요. Sau khi chúng ta sử dụng 2 tháng liên tục rồi thì chúng ta có thể nghỉ trong vòng 2 đến 3 năm ạ. 지금 베트남 약국에서 한 달 먹는 거 200만도 해요. Và sản phẩm thiên ma này ở trong trang web cùng với lớp tem ma thường thì nó có giá là 6 triệu đồng ạ. Và hôm nay tôi sẽ đưa đến cho mọi người một cái giá ưu đãi hơn ạ. Nếu mà tôi đưa đến cho quý vị một cái giá ưu đãi, quý vị có thể cho tôi một tràng pháo tay thật to được không ạ? Cảm ơn mọi người ạ. 한 달 먹는 거 1 tháng chúng ta uống 30개 600만 동인데
một thùng ba ba gói có giá là 6 triệu đồng, nhưng mà hôm nay tôi sẽ đưa đến cho mọi người một cái giá ưu đãi hơn hả? Bao nhiêu ạ? 500 đồng. 5 triệu đồng hả? Có được chưa ạ? Sai rồi, sai rồi. Mà khi ví dụ như chúng ta bị đau ốm thì ba mẹ hoặc là người thân vợ con người con cái phải đi vào bệnh viện để thăm chúng ta ạ. Mà sao luôn? Có đúng không ạ? Nếu để vào bệnh viện chỉ biết chúng ta muốn thảo thuận rồi. Nếu mà chúng ta đau mà đi vào bệnh viện, một khi đã vào bệnh viện thì có khi là chúng ta có 1 tỷ luôn, là 100 triệu, 1 tỷ, và mọi người trong gia đình rất là đau khổ ạ. Vừa ra. Giống như những cái căn bệnh như là cao huyết áp, tăng nhiều, tiểu đường. Rồi chúng ta đúng không? Bạn chơi được. Rồi bị viêm khớp ạ. À. Rồi cả ung thư nữa ạ. Những cái bệnh nó lớn, uống thảo thuốc rồi. Những cái căn bệnh đó mà nếu chúng ta bị mắc phải thì chúng ta phải uống thuốc cả đời, và tiền của cũng không có còn đâu ạ. À, có số tiền mà nó lớn, uống nhiều cũng sẽ mất công. Khi chúng ta lo lắng vào bệnh viện thì chúng ta có khi tốn cả 100 triệu và có khi cả tỷ ạ. Bạn chơi được. Có đúng không ạ? 500 đồng biết sao sao? Vậy thì 5 triệu mình có còn mắc không hay cô chú? Không biết sao á. Điều này cảm ơn kỹ năng của một người. Quá rẻ. Cái bệnh viện là tốt cả 5 triệu rồi cả tỷ đó hả? Dạ, chú ơi. Dạ vâng ạ, nếu mà mọi người còn mắc thì tôi sẽ nhận. Hôm nay chúng tôi sẽ đem đến cho mọi người thêm một cái ưu đãi nữa hả? Dạ, chúng tôi được cái mô đồng về sử dụng. Dạ, lúc nãy mà bên tôi có nói là khi sử dụng sản phẩm Thiên Ma thì dùng một cái liệu trình bao lâu ạ? Và hôm nay tôi sẽ tạo điều kiện để tất cả mọi người chúng ta có thể dùng 1-2 tháng và với cái giá thiệt là ưu đãi ạ. Sau khoảng chúng ta dùng cả khoảng 10 ngày sau thì chúng ta sẽ cảm thấy có hiệu quả liền ạ. Nếu mọi người uống sau 2 tháng mà cảm thấy tốt thì có thể quảng cáo hàng cho chúng ta được không ạ? Dạ vâng, mọi người sử dụng sản phẩm dùng rồi, rồi chúng ta ba khi mà có một sức khỏe tốt, mọi người quảng cáo nhiều cho công ty chúng ta thì chúng ta sẽ phát được phát triển thêm đó ạ. Thủ tướng bộ cụ công an eso quảng bộ mạng hình thức làm bác sử dụng xe. Và cho một đàn pháo tay để cổ vũ cho mọi người có thể dùng 2 tháng quảng cáo dùng cho chúng tôi ạ. Dạ, hôm nay chúng ta là trong bộ điểm. Và hôm nay tôi tặng cho mọi người một món quà đặc biệt ạ. Hàng đàn bộ lông bộ 30 kia. Khi mà chúng ta dùng một thùng 30 gói này ạ, trong 1 tháng ạ. Tôi hàng đàn bộ lông bộ 30 kia. Và tôi mong cho tất cả mọi người hãy sử dụng sản phẩm này trong vòng 2 tháng để cho mình một cái sức khỏe thật là tốt ạ. Cái một cái chương trình ưu đãi nữa là ngày hôm nay sẽ không nhận hết 5 triệu đồng này đâu ạ. Các mọi người đăng ký trong tờ phiếu đăng ký thì mọi người chỉ cần ghi tên, số điện thoại và cái địa chỉ thì bên công ty con sẽ giao hàng luôn ạ. 오늘은 50만 원만 주세요. 이거 mọi người hôm nay đặt cọc 500 nghìn thôi ạ. 50만 원씩 10달. 이자 없어요. 계약금 없으면 내일 줘도 돼요.